À, trở lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ xuất phát từ Tuy Hòa lên Nha Trang khoảng 120 cây. Và bây giờ thì mình đang trả phòng. Đó. Xe đã được lên đồ hết. Bánh hỏi. Chicken lòng. Đây là cảnh phơi lúa ra buổi sáng. Vào rồi hết còn cách đèo cả khoảng một cây mấy. Bây giờ là 7 giờ sáng, chính thức chích đèo cả 12 km. Lộ trình cũng không quá ngắn, cũng không quá dài. Feel. Ở trên đèo cả. Đó. Đây có ôm sùm luôn. Nhìn cá là tuyệt. Cái đoạn đường hồi nãy mới chinh phục xong ở dưới, còn bây giờ là một góc nữa. Đỉnh đèo còn 1 km. Đồ gặp được bò rừng luôn. Đó, bò leo núi rồi đó. Đó, leo như dê luôn. Đến đây. Bây giờ thì khoảng cách đỉnh đèo còn 1 km. Bây giờ đã lên được đỉnh đèo. Đó. Đỉnh đèo của số truyền hình đã để lại. Đây là cảnh của đỉnh đèo. Giờ là chinh phục gần hết của đèo cả. Bây giờ là sẽ nổ dốc xuống. Khá là phiêu. Đã thấy được biển khi đổ đèo xong. Rồi, bây giờ anh Khánh Hòa rồi. Đổ đèo mình còn cách Nha Trang khoảng 80 cây. Nguyên vạn đến. Đó. Tiêu lắm. Bây giờ anh chinh phục thêm cái đèo này nữa. Và bây giờ có rất nhiều anh em. Đây là một ngọn đèo ngắn. Cũng sẽ đổ dốc rồi. Huyện Vạn Ninh. Xe cổ gặp ở Nha Trang. Đi giấu như rèn luyện hả? Đúng rồi. Đi trời nắng này khiếp không? Dạ. Xe này bằng nhôm hay bằng sắt chứ? Bằng nhôm không? Wow. Nhôm mình sơn lên thấy. Hình như xe này xe cổ phải không chú? Xe cổ. Xe của Nhật, của mình Nhật bãi á. Nhật bãi. Con cũng xe Nhật bãi nè. Hồi trước cô nó bỏ đi cái container nó chở về. Wow. Đó, chủ nhân cái xe cổ đây. Cái bidon cũng của nó luôn á chứ.
con khóa xe cổ đó. Họ xe đạp chạy xe đây là anh bạn gặp ở Nha Trang cùng cái kính lễ thác. Ở đây là ở đâu anh? Ở bên Ba Làng. Ba Lầm. Ba Làng. Đó. Tưởng mãi có là bên anh câu lạc bộ Nha Trang Velo á. Velo à? À, Nha Trang Velo. À, bây giờ đang ở thành phố Nha Trang. Đó. Bây giờ con chỉ phát sinh là khách sạn đây là rất là mắc. 300 mấy. Đó, bây giờ còn cách lắm, bây giờ sẽ đi hướng về Đà Lạt. Đó, mong là ở đó sẽ có nhà trọ. Chứ bây giờ trong thành phố thì không có một nghe nhà trọ nữa. Rất là mắc. Biển Nha Trang. Đó, trung tâm thành phố. Rồi, đúng đến Nha Trang rồi. Ok, bây giờ đó thôi, hồi 233. Bây giờ xe đi lên. Xe để đây. Nè các bạn. Cái cầu thang. Đây là một cái phòng trọ, nó sẽ có gì thì chắc của mình. Wow, đây là cái phòng trọ, hai cái giường, phòng trọ đây, còn có nhà vệ sinh. Rất là lớn. Đây là một món hời 100.000 $4 và sẽ có những cái phòng như thế này, hai giường, một nhà vệ sinh rộng. Ngày mai mình sẽ đi từ đây Nha Trang lên Đà Lạt, thành phố sương mù, chào các bạn.